Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ cái địa điểm của mình ở trên bản đồ ấy để giúp người khác ấy tìm đến nhà mình dễ dàng hơn ấy, tìm đến địa điểm của mình đang ở dễ dàng hơn ấy. Hoặc là cái các bạn đang ở ngoài đường hoặc là ở ngoài đâu đó hoặc là ở nhà thì các bạn ấn vào cái bản đồ ấy thì sẽ hiện lên để mình chia sẻ cái đường link đấy để giúp người ta là chỉ đường đến tìm được đến địa điểm của mình đang ở nó dễ dàng hơn. Thì giống như bây giờ mình sẽ giúp các bạn là như bây giờ muốn đang ở tượng đài Trần Hưng Đạo đúng không? Ở quảng trường 3 tháng 2, nhà văn hóa 3 tháng 2 thành phố Nam Định ấy. Thì bây giờ các bạn ví dụ bây giờ ấn nếu mà các bạn đang ở tượng đài đây này. Các bạn ấn vào tượng đài nhé. Đấy, hiện lên cái chỉ đường như thế thì các bạn có thể ấn vào chia sẻ. Đây bây giờ mình không muốn ở đấy thì bây giờ mình ấn vào đây, ấn vào giữa đường này. Đấy. Thì các bạn chia sẻ này. Ấn vào chia sẻ. Đấy thì cái là các bạn có thể ấn chia sẻ lên Zalo hoặc là Facebook hoặc là các tài khoản các bạn có. Bây giờ mình lưu lại nhé, lưu lại cái này để tí nữa mình cho lên để mình cho ở dưới mô tả cái video này. Đây bây giờ mình dán vào đây. Đấy. Đây là ở địa điểm đấy nhé. Thì các bạn có thể vào mô tả video nhé. Thì mình sẽ để ở những cái đường link này dưới video. Các bạn có thể vào cái video là tìm đến địa điểm đấy. Nó dễ dàng nhé. Ok, bây giờ mình lưu lại đã. Xong bây giờ mình sẽ tìm địa điểm khác. Đây có một địa điểm nữa nhé. Hoặc là bây giờ các bạn đang đi du lịch đi, đúng không? Du lịch ở đâu nhỉ? Thác Bản Dốc nhé. Đây là ở dưới này là thác đúng không? Đây là thác đây, mốc dưới đây. Nhá, thác Bản Dốc nhá. Còn đây là chùa nhá, chùa Trúc Lâm nhá, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc nhá. Các bạn có thể ví dụ các bạn đang ở cái nhà dưới này đi. Các bạn ấn vào địa điểm đấy, nếu mà các bạn có thể đang đứng ấy thì nó sẽ hiện bản đồ lên đấy. Đấy. Hoặc là các bạn đang nếu mà đang ở dưới dưới thác Bản Dốc này thì ở cột mốc này thì các bạn gọi đây ấn vào đây giống như ở đây nhá, ấn vào cột mốc này này thì người ta sẽ chia sẻ cái đường link này, người ta sẽ tìm đến đây luôn đấy, người ta biết. Thì bây giờ mình có thể là tìm đến dưới chân chùa đi, đường lên dưới chân chùa đi. Đây nhá, ấn giữ ở đây này, ấn một tí giữ lại. Đây bây giờ các bạn chia sẻ nhé, ấn chia sẻ này, xong các bạn có thể ấn chia sẻ trên Zalo nhưng mà mình sao chép lại, xong mình cho vào cái tài liệu của mình để tí mình đặt ở dưới cái mô tả video. Bây giờ mình dán lại vào đây nhé. Đấy. Đàm Thủy Trường Ánh các bạn này. Đấy, tí mình để ở dưới mô tả video. Các bạn có thể ấn vào đấy là chỉ đến đấy được. Chỉ đường đến đấy. Còn bây giờ mình sẽ tìm một địa điểm khác. Các bạn dốc rồi đúng không? Đến hang Pác Bỏ đi nhỉ. Bác Võ ở đâu nhỉ? Đây, chào lính nhỉ? Đây, Bác Võ đây. Đây, nếu mà bạn đang ở địa điểm đây này, địa điểm núi rừng Các Mác này này, thì ở đây nó có bãi đỗ xe này, có mấy cái suối chứ lê suối Lenin ở đây này,
chứ các bác ở đây này, thì hang Quác Bó ở trong này. Thì bây giờ các bạn đang ở địa điểm nào thì các bạn đang sẽ thế, mặc dù ở đây nó không có đường, không biết là có tìm đến không đâu nhỉ, không có đường đến đấy. Có đường đến đây thì nếu mà các bạn có thể, nếu mà cái đường nó không chỉ đến đấy thì các bạn có thể chỉ lên cái đây là gì? Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh này đấy, cái hệ hoặc là các bạn đang ở đền thờ này này thì thôi thì các bạn bây giờ ở đường dưới này đi, ở ngay ấy, cột mốc ngay đường dưới này đi nhá, đây các bạn ở giữa đấy, đấy nó hiện lên này nhá, đây ở gần đấy nhá, các bạn sẽ chia sẻ đây này, vẫn là chia sẻ này, sao chép hoặc khai nhớ tạm này, các bạn ở đây đấy, hoặc là các bạn có thể chia sẻ lên các trang Facebook hoặc là Zalo tin nhắn của từng người. Đây sao chép rồi nhá, ok mình cho vào các bạn. Đấy nhá, đấy thì bây giờ bác các bạn gửi cái đường link cho mọi người ấy, thì các bạn ví dụ ấn vào đường link của khu du lịch Đàm Thủy đi, Thác Bản Dốc đi, ấn vào đấy, đấy nó sẽ hiện lên là bản đồ này, bây giờ các bạn chỉ vào bản đồ đấy nó chỉ đến đây luôn đúng không, bây giờ các bạn chỉ đường này, đấy người ta sẽ chỉ đường đi. Giống như là bây giờ mình lại đang ở Nam Định thì nó lại chỉ lên đấy, các bạn cứ thử xem. Xong thì các bạn cứ thể ví dụ như bây giờ mình muốn đến ở đây thì mình muốn đến đến chỗ nào được nhỉ, đến khu du lịch núi Ngâm đi, biết nó ở đâu nhỉ, đây khu du lịch núi Ngâm đây, thì đây bây giờ đang ở khu du lịch núi Ngâm đúng không, thì đây bây giờ các bạn có thể ấn vào đây luôn, nếu mà bạn ở gần đây thì các bạn ấn để ở đây luôn, xong thì các bạn chia sẻ nhé. Nhầm rồi, mình ấn vào gọi rồi, ấn vào chia sẻ đây này, đấy xong các bạn chép đường link nhé. Dán vào đây nhé, mình sẽ để mấy cái đường link này dưới mô tả video đấy. Đấy bây giờ đây nhá, nếu mà các bạn có đường link này các bạn ấn vào đây, ấn vào đường link này đấy, chỉ bản đồ này chỉ này. Đấy sẽ chỉ đến núi Ngam này luôn. Ô ấn nhầm Đàm Thủy rồi, đây mà nhầm à, đấy đấy nó để chỉ đường này, đấy các bạn chỉ đường từ này, thành phố Nam Định đi đường nào gần nhất, ví dụ đường bây giờ là đường xe đường màu xanh này là 16 km nhé, mình ấn lại thay đổi cái đường này nhé, đường dưới này đi, để lại 18 km nhé, đường này đi, ấn lại vào cái đường này cái đường thẳng 15 km rồi, ví dụ thế, nhưng mà nó lại qua trong trong thành phố thì nó sẽ có thể nó đường ngắn nhưng mà có thể để đi chậm hơn, thì các bạn thay vì đi đường này 15 km thì các bạn cũng thể đi đường thông thoáng ở đường đường ngoài đi, đấy, đường vành đai đi thì có 16 km nhưng mà đường nó vắng hơn, đi được nhanh hơn chẳng hạn thế, thì đấy là tùy các bạn chọn cái cung đường. Đấy thì các bạn có thể vào mô tả video.
ví dụ hay là nhà các bạn ở đâu, giống như bây giờ nhé, mình sẽ tìm một cái nhà nào đó, ví dụ đây để Trần đi. Chùa Tháp. Ví dụ về mấy cái nhà các bạn ở đây thì có thể không nhìn rõ, thì các bạn có thể chỉ đến gần địa điểm gần nhà mình nhất, đúng không? Ví dụ ở khu nhà các bạn ở trong này thì các bạn có thể chỉ cho người ta về đến cái cầu ở đây này, đấy, chẳng hạn thế. Hoặc là đền Trần thì ví dụ nhà các bạn ở tận trong này cơ, đúng không? Nhưng mà thì các bạn có thể là chỉ đường cho người ta là ấn vào ngoài này này, đấy đấy, ấn vào ngoài đường này này, xong rồi các bạn chia sẻ này, ví dụ đúng rồi, bây giờ mình chia sẻ này, chia sẻ lên 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 Zalo đi, giống như thế, tìm đến cái Zalo nhỉ. Ok, chia sẻ đến mình nhé, ví dụ đấy. Đấy đấy, bây giờ chia sẻ rồi đấy. Đấy thì bây giờ người ta ấn vào cái đường link này, này thì người ta ấn vào cái bản đồ, hiện lên cái bản đồ là người ta sẽ chỉ đường đến đấy. Đấy, các bạn cứ thử xem, các bạn vào cái mô tả video dưới này thử xem nhé. Đấy bây giờ đấy, người ta sẽ chỉ đến đây, con đường nào ngắn nhất, các bạn ở nhà ở đâu đó, các bạn ấy chỉ đến cho người ta để giúp người ta đến địa điểm đấy, thì người ta sẽ, mình ở gần đấy thì mình ra đón người ta chẳng hạn thế. Đấy nó dễ dàng hơn, tùy người ta tìm đường đến. Đấy bây giờ người ta đến ngoài này rồi thì bây giờ họ gọi điện cho mình đến đón chẳng hạn thế, thì nó sẽ rất là dễ dàng hơn, đúng không? Đấy thì các bạn vào vào và thực hành nhé, vào cái mô tả dưới video này nhé, thử xem nhé. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.